ông làm cái gì vậy hả? Ai cho ông ăn đồ thừa của khách tôi để lại vậy hả? Tôi cái gì? Ông ăn đồ thừa vậy á, rồi lỡ ông bị đau bụng hay gì mang quả cho tôi rồi sao? Muốn ăn á thì để tôi lấy phần khác cho ông ăn. Đứng đây đợi tôi nhau. Nè, ông cầm lấy đi. Này cơm mới đó, ông ăn đi, tôi không có lấy tiền ông đâu. Tôi cảm ơn cô nha, nhưng mà tính tôi á, tôi không nhận không ai bao giờ hết trơn á. Phần này để tôi trả tiền cho cô. Thôi, cô cầm đi. Tôi đã nói là tôi không có lấy tiền ông. Ông ngộ ghê vậy đó. Đã ăn cơm thừa cho đỡ tốn tiền, mà giờ tôi cho ông, tôi không lấy tiền á thì ông chịu. Sao kỳ cục vậy? Nếu cô không lấy tiền á, tôi cũng không lấy phần ăn này đâu. Trời trời, sao tánh cố chấp dữ vậy trời? Tôi không có cố chấp. Tôi tuy nghèo, nhưng mà trước giờ tôi sống sạch lắm. Nhận không của người khác á, tôi làm không có được. Nè, cô cầm đi. Tôi đã nói tôi cho ông mà, tôi không nhận tiền đâu. Vậy thôi tôi trả lại đó. Thôi nè. Kỳ cục ghê. Thôi được rồi, muốn tôi lấy tiền đúng không? Tôi lấy ông 20 thôi. Cho không thì ông chịu, bắt ép phải lấy tiền cho bằng được hà. Nè, thối tiền lại ông nè. Mai mốt đói bụng á, ghé đây tôi đưa cơm cho ông ăn nha ông. Đừng có ăn đồ thừa nữa nha. Cảm ơn cô. Ông già. Trời đất ơi, mấy bữa trước thấy vô quán người ta ăn cơm thừa canh cặn không, bữa nay đâu được hộp cơm ngon lành dữ vậy. Tôi thấy ông vậy, tôi mới vừa nghĩ ra một cái công việc này rất là hay. Giờ tôi với ông hợp tác đi, bảo đảm lòng có tiền luôn đó. Công việc gì? Nghe tôi nha, bây giờ ông giả bộ là mình nghèo khó, mình bệnh tật, mình cực khổ rồi lên, để cho mọi người xung quanh đó, người ta thấy cái hoàn cảnh của ông đáng thương quá, tội nghiệp quá, người ta sẽ quyên góp lại, người ta sẽ hùng hạp lại, người ta cho tiền ông, giúp đỡ ông chữa bệnh mà có tiền xài nữa. Lúc đó tôi với ông chia đôi. Cậu kêu tôi giả bộ bệnh để đi lừa gạt tiền người ta hả? Không có được đâu. Không có phải lừa gạt cái gì mà lừa gạt. Bây giờ ông có bệnh thiệt không? Ông đang bị bệnh mà. Hoàn cảnh ông khó khăn không? Rất khó khăn luôn, khó khăn mới đi bán vé số, khó khăn mới ăn mấy cái cơm mà người ta bố thí vậy nè. Người ta thấy ông tội nghiệp quá, người ta giúp đỡ ông. Bây giờ cái chuyện người tốt mà giúp đỡ những người khó khăn là hết sức bình thường, lừa gạt gì đâu. Cậu ơi, rõ ràng cái đó là mình lừa gạt người ta đó, tôi không có làm được. Với lại á, tôi nghèo thiệt, nhưng mà tôi sống đàng hoàng tử tế, làm chuyện nó thất đức lắm á. Thôi, cậu muốn lừa ai đó cậu lừa, rủ ai đó rủ, tôi á tôi không làm được đâu. Mình không có lừa ai hết, trời đất ơi, mình là mình ông khó khăn người ta giúp đỡ ông thiệt mà, chứ lừa gạt. Sao vậy? Ông ơi, ông sao vậy? Ở đây. Ông ơi. Có người ta cứu người với. Trời ơi, ông này ông bị bệnh tim mà ông ngất ông xỉu dưới đường luôn rồi nè. Nhưng mà bây giờ ông sống neo đơn một mình, ông bán vé số, ông mệt quá bây giờ ông ngất xỉu rồi, mọi người giúp đỡ ông với đi. Ông xỉu rồi hả? Dạ không biết tình hình như thế nào mà ông không có tiền có bạc gì hết đó bà con ơi. Nè. Dạ. Cầm tiền đưa ông đi cấp cứu liền đi tài. Rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chú ơi, chú có sao vậy chú? Trời bà con cứu ông với bà con. Rồi để tao đi quyên góp thêm. Dạ. Rồi chú ơi. Chú. Tỉnh rồi hả ông già? Ông làm tôi cứu hết hồn luôn nha. Mà trong cái rủi nó có cái may. Thiên hạ cho tiền ông quá trời để lo tiền thuốc thang nè. Nói chung là cũng được kha khá. Bây giờ ông đừng có lo cái gì hết, ông yên tâm nghỉ ngơi đi. Tiền bạc thuốc thang của ông để tôi. Cậu đem số tiền này trả lại cho người ta đi, tôi không có nhận đâu. Ông bị nữa. Tiền người ta cho ông để ông chữa bệnh, tất nhiên đem trả. Tôi nói rồi, tôi không có nhận số tiền này. Cậu trả giùm tôi đi. Là thật tình không nhận luôn đúng không? Ông không lấy tôi giữ. Cậu ơi, cậu đừng có làm như vậy. Cậu đừng có lợi dụng số tiền này. Tôi cũng không muốn á trục lợi cái tiền này trên lòng thương hại của người ta theo ý của cậu đâu. Cậu trả giùm tôi. Phiền đi. Quá. Không lấy tôi lấy. Nè, cậu. Gì? Cậu trả lại cho tôi đi để tôi trả cho người ta. Cậu trả gì đâu, buông tôi ra. Cậu đưa tiền cho tôi. Buông ra con. Dạ đây con. Cái gì vậy? Trời ơi, ăn cướp. Mày. Ôi, ăn cướp. Chú sao không chú? Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Tiền của chú nè. Cảm ơn. Nhất định tôi sẽ trả lại số tiền này cho người ta. Tôi không làm như vậy được. Của anh 40.
Rồi, cảm ơn anh nha. Ủa, trời ơi, bữa nay ông khỏe chưa mà ông lại đây vậy? Đói bụng phải không? Ngồi xuống đi, tôi vô tôi lấy cơm cho ông ăn rồi ông uống thuốc nha. Không có, tôi ăn cơm ở nhà rồi. Tôi qua đây á để trả lại tiền cho cô với bà con. Tôi cảm ơn cô bà con đã giúp đỡ quan tâm tôi, nhưng mà số tiền này tôi không nhận được đâu. Thôi, cái này á là bà con tụi tôi hùng tiền lại á để giúp đỡ cho ông trị bệnh. Ông nhận đi, cho bà con người ta vui. Cô ơi, thật lòng tôi không thể nào nhận số tiền này được. Thằng Tài đó, nó lợi dụng bệnh tật của tôi để nó trục lợi số tiền này nè. Tôi mà nhận nó, lương tâm tôi không có được đâu cô ơi, thất đức lắm. Ở đây lối sớm ai mà không biết tính tình của ông, ngay thẳng thật thà chất phác đâu. Còn cái chuyện này là tấm lòng của bà con người ta giúp ông là thật lòng. Ông cứ việc nhận, ông đừng quan tâm tới thằng Tài. Thật tình á, tôi nghèo thiệt, nhưng mà nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thà tôi chịu đói chịu nghèo chứ tôi không nhận cái số tiền trục lợi này được. Có gì đâu mà trục lợi, ông cứ nhận để lo than thuốc cho ông chứ. Tôi nói thiệt với ông nha, hồi đó giờ á, tôi thấy con mình ông là người giàu nhất á. Ông giàu lòng tự trọng, giàu nhân giàu nghĩa nữa. Ông cứ giữ số tiền này lại á để lo than thuốc, lo sức khỏe cho ông. Mọi người chỉ mong á cái người tốt như ông á luôn được khỏe mạnh là người ta vui rồi. Không được đâu cô, tôi trả lại số tiền này đó. Thôi, nếu ông nói vậy á thì giờ tôi nói nè, cái chuyện cơm nước của ông á để tôi lo như không. Ngày ba cử cứ tới đây ăn cơm, tôi lo cho ông. Còn cái tiền này á tôi sẽ giữ lại, hàng tháng á tôi trả tiền thuốc lo cho ông tới khi nào ông khỏe mới thôi. Quyết định vậy nha. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô. Cô nhìn cái ghế kìa, vô hay bắt người ta ngồi. Trời ơi, cô thấy cái này gì không? Cái nồi dẻ mà cô lau cái ghế rồi dơ hay sao tôi ngồi? Thiệt tình đó. Vậy còn đỡ. Ủa, hai đứa về rồi đó hả? Con rể, con đi đường xa có mệt. Cái tay không sạch không vậy? Nó đụng như người tôi. Chú ơi, chú. Sáng à. Trời đất ơi, rể quý của chú từ Sài Gòn mới về hả? Trời đất ơi, sao mà đẹp trai phong độ dữ vậy ta? Ôi, anh, chị em hỏi cái. Anh mua bộ đồ vest này nhiêu tiền vậy? Anh mặc lên mà hả, công nhận nó như một giám đốc luôn. Cái mặt anh hả, nó phát sáng mà nó đẹp đến nỗi mà hào quang ập vô mặt em vậy nè. Ê bà Dân, tôi mà có chồng như bà là tôi cưng như trứng luôn á, đã dễ sợ. Đó, cô thấy chưa? Đến người ngoài người ta còn biết chồng cô như vậy, cô không biết lo lắng cho chồng gì hết á. Ủa, cô nói vậy, chị Dân chỉ làm vợ tệ lắm hả? Cái bà này, tôi nói cho bà biết nha, có chồng đẹp trai như vậy là quý lắm á. Bà mà không đàng hoàng là có ngày mất á. Đủ chưa? Đủ rồi á, đưa đây rồi đi về đi. Nhiều chuyện quá. Trời ơi, tao mua thịt bò vừa mới xuống sớm chửi hoài. Trời, đẹp trai dễ sợ lắm trời. Thôi, con ngồi nghỉ đi, ba vô chuẩn bị cơm cho hai đứa. Ủa bà, lặt rau chi vậy? Tôi tưởng là lâu lâu về quê phải ra nhà hàng ăn tiệc linh đình chứ. Cái gì tiệc linh đình gì ở đây hả? Cô kia, bộ bên nhà cô không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày chạo bên đây á, moi móc chuyện gia đình người khác vậy? Gì vậy chú? Thì lâu lâu Dân về cho nên con hỏi thăm thôi mà. Với lại tại vì con quý chị Dân lắm. Ê, nói nghe nè, sao kiếm được chồng vừa giàu vừa giỏi vậy? Chỉ tôi bí quyết đi. Nè, đủ chưa vậy? Riết là cô quá đáng à, phải có giới hạn chứ. Suốt ngày cứ soi mói cái chuyện đời tư gia đình của con gái tôi vậy là không tốt đâu nha. Trời ơi á, ủa lâu lâu con qua hỏi thăm thôi làm gì thế ghê vậy? Mà tôi nói trước cho bà nha, mấy người giàu á người ta hay chán nhanh lắm. Bà coi chừng có ngày chồng bà. Thôi về nha. Đi đi. Con nè, con với thằng Dũng có chuyện gì hả? Có chuyện gì á con nói cho ba biết, không được giấu nghe chưa? Không có chuyện gì đâu ba, ba đừng có lo nha. Nếu con có tâm sự gì buồn á thì cứ nói ba nghe, không được cam chịu ôm trong lòng một mình. Con nghe ba nói chưa?
Con biết rồi. Ôi, cô ơi, cô có sao không? Ủa Vân hả em? Em có sao không? Em bị gì vậy? Anh Học hả? Ờ. Thôi chắc là em bị say nắng đó. Để anh đưa em đi, để anh xách cho. Em không sao đâu. Thôi cứ để anh đưa em đi đi cho nó chắc. Đi, anh dìu em. Cái con này đã có chồng giàu như vậy rồi mà còn lén phén với người yêu cũ. Kỳ này có phim hay để coi rồi. Mày biết sai chưa? Sao anh đánh em? Mày còn hỏi tại sao nó đánh mày hả? Mày nhân lúc tao về đây công tác, mày được về quê để mày lén phén cái tình cũ đúng không? Anh nói gì vậy? Mày còn hỏi tao nói cái gì hả? Nè, nói cái gì nữa? Thôi đi bà ơi, bà đừng có nói dối nữa. Chính mắt tôi hồi sáng thấy hai người tay trong tay thấy ghê lắm kìa. Anh, cái này không phải là em phá gia đình anh nha, nhưng mà em muốn nói cho anh nghe một cái bí mật động trời. Bà với ông Học á, hồi trước khi mà cưới anh, hai người là mối tình đầu của nhau, yêu nhau thấm thiết lắm. Xong cái chia tay mới cưới anh đó. Mà không chừng á, mà cắm sừng anh không hay. Bà thôi chưa? Tôi nói đúng mà. Bà tha cho tôi được không? Em không có làm mấy cái chuyện đó đâu anh. Anh tin em nha. Nè, mày làm gì cô gái tao vậy ha? Đồ thằng hèn. Mày định đánh vợ mày chứ gì? Mày nghe lời cái con nhiều chuyện đó, mày không hỏi rõ đầu đuôi như thế nào mà mày đánh nó rồi. Tôi có tiền, tôi có quyền, còn con gái của ông á, thấy giàu thì bá vô, còn lăng loàn nữa. Mày nghĩ mày giàu, mày có tiền, rồi mày coi thường vợ mày, mày coi thường gia đình này. Cái thứ giàu có tiền như mày á mà hèn hạ, thứ giàu có tiền mà vô học như mày thì những đồng tiền mày nó cũng dơ giống bản thân mày thôi. Ông nói tôi là cái loại vậy thì con gái ông là cái loại gì? Là cái loại thấy nhà giàu rồi bám vô rồi không dám bỏ đúng không? Không có ai quan trọng đồng tiền như mày đâu nha. Cái thứ rễ mà nghĩ tới tiền như mày á, tao không có cần. Cái thứ rễ con ly dị với nó đi, con về để ở với ba. Về đây á, mình có nhiều cách để kiếm tiền đó. Không nhất thiết á phải sống chung với cái thằng vũ phu này mà cam chịu như vậy. Còn mày nữa, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Tao không muốn thấy mặt mày ở đây. Mày lén phén một hồi á, tao lấy cây tao đập què giò mày đó. Ông tưởng nhà ông là cái gì? Cái xó rác rưởi này chắc tôi cần ở á. Có tôi ở đây là mai phước gia đình ông. Còn cái con kia gì chú? Mày vừa lòng mày chưa? Hả giả mày chưa? Mày thấy cái tội mà nhiều chuyện tò mò tọc bạch của mày làm tan nát chuyện gia đình của người ta, mày thấy hậu quả chưa? Từ đây về sau tao cấm mày bước qua nhà tao nửa bước nha. Tao không cần cái hàng xóm nhiều chuyện như mày. Mày mà qua lần nữa tao lấy cái ghế tao phang mày què giò đó. Làm gì Vũ vậy? Con nín đi, con đừng có khóc nữa. Từ nay á, con về ở với ba rồi, con sẽ được hạnh phúc, con được vui vẻ giống như ngày xưa. Vì lúc nào cũng có ba ở bên cạnh che chở cho con mà. Đó, đó. Đại 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 xí nữa chị. Biết rồi. Chị phải quả cái mẹt cho em lòng son mà nó xét nét vô ngàn. Đẹp lên. Đi đăng phim chứ phải dở nào. Trời ơi, dữ vậy sao? Dạ, bữa nay là bữa đầu. Đầu tư cái bộ đồ này 200 hư. Dữ vậy? Đây. Mua đôi dép lộ 30. Tiền ngoài cái dê cho chị 50 là hơi trăm ít đâu. Thôi 60 đi, mày thấy kỳ kèo tú á. Rồi mai mốt á, mày có nổi tiếng á, nhớ chơi gì đi theo mà làm makeup riêng cho em nha. Rồi, em bổ đổm với chị luôn. Đáng sang cái bộ phim này là em nổi tiếng, em lên đời. Linh cổ của em nó mạnh lắm. Thiệt vậy luôn á hả? Thiệt. Làm tiếp đi. Điểm dùm lại cho Diễn Nhiên cho anh đi nha. Lẹ em ơi. Quẩn. Cái anh đây là anh diễn viên nổi tiếng nè. Bữa nay đóng chung với anh là sắp sửa nổi tiếng luôn. Anh. Bữa nay em diễn chung với anh luôn đó. Vậy hả? Dạ. Vai gì đấy? Anh Trà. Mà không biết show giờ này mà sản xuất á, chưa có gửi kịch bản cho em nữa. Em chưa biết cái vơ diễn của em nó ra làm show luôn. Chắc là vơ lớn anh hề. Đối thủ của anh luôn á, chứ không giỡn đâu ngang. Anh trai, chị sang bên kia hỏi nhá. Anh đang bận. Bên kia. Anh Đức ơi. Anh Đức.
đứt cái tên cho em đi. Thân tặng Nguyễn Thị Mỹ Lại. Em tên Lại nha. Rồi bây giờ các bạn hãy chạy chuẩn bị làm chết nha. Chết la liệt vô. Dạ dạ dạ. Rồi 2, 3, chết. Anh quay quay em nè anh. Nè em cháy nè. Rồi cái ông kia, ông chết, ông nằm yên giùm tôi đi. Dạ 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 dạ. Thôi đi, rồi đây, mọi người đứng dậy đi. Giờ ép cha chạy loạn nha. Rồi nha, chuẩn bị nha. 2, 3, chạy. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi mấy ông, mấy cho. Nè nè, chạy đi nè, chạy đi. Nè, chạy bên này nè. Trời ơi, cái ông kia. Ông Hy Nam Dương, ông chạy loạn. Anh không cổ, ông sợ em phải làm vậy. Bò má với quyền mới thấy em. Bò má lên TV, bò má. Dẹp nó ra, dẹp nó, nhanh đi. Chào anh. Từ sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Dạ. Ăn đi. Cảm ơn anh nha. Mà em cũng thích làm diễn viên hả? Dạ thích chứ. Em là em mê mấy phim anh đóng lắm đó. Tưởng đâu là bữa nay là diễn chung với anh cái vơ gì nó lớn lớn xí chứ. Đâu có ngờ. Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu. 5 năm trước ấy, anh cũng giống như em thôi. 5 năm trước, anh cũng xin đi làm quần chúng ở nhiều đoàn lắm. Nói chung là cũng tủi thân, cũng nhiều mơ ước này nọ. Nhưng mà em biết không, anh đã phải cố gắng rất nhiều thì mới có được ngày hôm nay đó. Mà anh thấy em cũng đẹp trai đấy, ngoại hình cũng sáng nữa. Cố gắng lên, anh nghĩ chỉ cần cố gắng thôi. Em mà cứ cố gắng đi là chắc chắn thành công sẽ đến với em. Dạ, em cảm ơn anh nha. Chắc chắn là em sẽ cố gắng. À, em có muốn đóng với anh một vai nhỏ không? Dạ muốn chứ. Vậy thì để anh nói với đạo diễn nhá. Nhưng mà chỉ là vai nhỏ thôi, coi như là một cách để anh khích lệ em. Dạ rồi, vơ gì cũng được, miễn có là được rồi anh. Được rồi, ăn đi rồi quay. Dạ dạ. Anh quay cái mặt em xí cho bà má em thấy phải. Em đi. Dạ luôn. Bà má hả? Phim của con sắp chiếu rồi ngang. 5 phút nữa. Dạ dạ tập trung về nhà cô ngang. Kêu chú Tư, chú Tốn, cô Bãi rồi qua hết. Cái của gò nhậu. Rồi vậy hả? Tí nữa gọi lại ngang. Rồi. Ủa quá chị. Ủa chị bữa nè. Ủa kia mất cấp nữa hả? Hay gì? Không phải á. Chứ sao? Phim bữa em đáng sắp chiếu rồi. Ủa có rồi hả? Đâu đó mở chị coi. Cô chung với em đi. Đây chiếu luôn rồi nè. Đó khúc này ngang. Thêm nôm chính không? Nó đợi xí đi. Qua ông nôm chính là tới em đó. Đó. Sao tao đâu thấy mày đâu? Ông đánh mấy thằng kia nằm xuống là em xuất hiện nè. Ủa rồi tao vẫn chưa thấy mày đâu hết á. Đó quá. Khoan nó em nó. Chưa đợi nữa, lót nữa lúc mà cháy khách á, em mới zoom vô cái mặt em kẹt lắm. Giỡn đâu, đẹp lắm. Có thấy đâu, chợ thấy ai lướt qua màn hình như con chó con mèo ấy, chứ có thấy mày đâu. Sao lạ thế, đau mất tiêu thế. Gia đình em gọi, chị đợi em xí nha. Con nghe đây bom má. Ê Xô, không thấy con nè. Mới vọt qua màn hình đó. Không thấy kịp nè. Vậy thôi, coi tiếp đi. Vui vẻ nha. Dạ rồi, dạ rồi. Lạ tao quay quá rồi quay mà không thấy. Tưởng cái gì. Trời ơi, chắc cái cảnh đó bị cắt rồi. Hay mày đóng dở quá đó. Như đóng diễn viên quần chúng mà làm như diễn viên chính vậy đó. Thôi đi đi, tránh ra đi. Bữa quay cặn quá trời cặn mà sao không thấy ta. Kiểu này là toàn cái giấc mộng diễn viên rồi. Quay cứ quay. Chỗ sếp mới tới. Biết mấy giờ rồi không? 10 giờ rưỡi rồi sếp. Mấy giờ công ty mình làm việc? Dạ tốt vậy. 8 giờ. Thế là em trễ 2 tiếng rưỡi rồi. Đi làm cái gì mà trễ nửa ngày công thế hả Hưng? Em làm này là chết tôi rồi đó. Dạ sếp bình tĩnh nghe em kể đã. Thì ra là hồi xóm ở nhà mà em bắt đầu em đi ngang là 7 giờ rưỡi. Tới công ty là đúng 7 giờ 50. Nhưng mà sao? Em vừa tới đây
chuẩn bị gửi xe thôi là em gặp cái bò kia bắt đầu tìm cái gì đó. Em mới tới là em tìm giúp bỏ. Thì đâu có tìm chó. Đó em sợ quá. Sợ là mấy thằng bé chó nó tới nó bét rồi nó đem bón đi lòng thịt chó. Tội nghiệp. Cho nên là em tìm phụ bỏ luôn. Em chạy qua nè, quận nhất nè, quận ba nè, tuốt xuống Cần Giờ luôn, qua Phò Cát Lứa luôn. Tìm cỡ đó mới gọi là tìm chứ. Không thấy. Quay lại công ty tìm biết 6 giờ mà không thấy đâu hay. Mày ngu mày nhớ chứ. Kì. Câu câu câu. Kì. Kì 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 kì. Xe bằng xe xe. Hồi sáng giờ ở đây có thấy con chó nào đi loanh quanh không xe? Ồ đây. Nó đâu? Quá. Cái gì vậy? Hưng. Mày đến công ty mình đi làm mày tìm chó đấy. Này, tao không hiểu sao tao thuê mày về để làm cái gì cũng biết nữa. Mày đi ra kia. Lập biên bản. Mày tao phải trừ lương mày. Bây giờ kia. Mày ra kia mày tìm chó. Cầm tiền, xuống dưới nhà mua cho anh ly cà phê nhá. Như mọi khi, ít cà phê, nhiều sữa. Dạ rồi. Ăn vào đây. Nhanh lên nhá, 5 phút thôi. Đừng có như sáng nay đấy. Dạ, sếp yên tâm. Em làm chỉ cần 4 phút rưỡi thôi, không có cần 5 phút như sếp cho đâu. Tốc hành luôn. Đừng có lanh chanh nữa đi. Em nói thiệt. Sếp bấm giờ đi. Bấm giờ nha. Ok. Mình nói rồi, 1 phút 30 giây là từ công ty xuống quán, 1 phút 30 giây là mua được ly cà phê, rồi 1 phút 30 giây là lậu ngược lên công ty nữa. Mình là quá nhanh quá nguy hiểm. Em ơi. Ôi trời. Sao mà dữ thần vậy? Gì vậy? Em có chuyện gì buồn hả? Ơ lộn cái gì em? Em bị người yêu cấm sừng. Cấm sừng nè? Đâu có thèn nào nó khấu ngọn vậy? Cái thằng em nuôi nó 5 năm ăn học xong tới bây giờ nó có sự nghiệp rồi nó bỏ em nó theo con gái. Đàn ông nhưng mà tệ bọt. Bây giờ cái thằng đó nó ở đâu? Em ghét anh tới gặp cái thằng đó đi, anh xử cho. Anh đi với em hả? Ừ, anh phải đồ lại công bạn cho em chứ. Nó đang ở dưới Bình Dương với con nhỏ nào á. Nó đòn ở Bình Dương đúng không? Bây giờ anh với em xuống Bình Dương. Anh giữ quyết nó luôn. Anh đồ lại công bằng cho em chứ dở không được. Từ từ, anh xử nó xong anh xử nhỏ luôn giùm em được không? Cái đó thì không có được. Anh tự bị là chính nhân quân tử. Đàn ông mà không có động ta động chân với đàn bọn gớ được. Cho nên là em xử nhỏ nó đi. Còn thằng đó là anh xử cho. Cũng được, hai đứa mình xử luôn. Đi. Ok, đi. À khoan. Trước khi đi vậy thôi. Em chùi con mét của em đi. Mình đánh ghen mình cũng phải son phải đẹp chứ. Nửa tiếng rồi chưa thấy cái ly cà phê đâu cả. Cái thằng này á. Chết. Sếp gụ anh ấy chứ. Dạ, em vẫn đang nghe sếp. Mày đi đâu mà nửa tiếng rồi không mang cà phê về cho anh thế? Dạ, sếp bây giờ là... Em phải đi Bình Dương gấp. Chút nữa em quay về rồi em mua cà phê cho sếp nghe. Gì? Mày ở Bình Dương á? Mày ở Bình Dương làm gì? Dạ, tại vì em có cái chuyện công độ này cần phải đi giữ quyết. Em biết là sếp giận lắm nhưng mà em xin lỗi sếp. Đợi nghe sếp, em cứ ba đó. Alo. Ê, cái thằng này á. Sao thằng này nó độc lạ thế nhở? Không hiểu là người cõi trên hay cõi dưới nữa. Ai... Đi hả? Mời sếp, cà phê của sếp, mời sếp. Ôi dồi ôi, mày làm gì mà mặt mày bầm dập thế kia? Này. Dạ. Mày đi Bình Dương đánh nhau à? Dạ không, em không có đánh lộn gì hết. Em xuống dưới là em lộn một cái chuyện nó rất là hiệp nghĩa. Chuyện hiệp nghĩa là sao? Em xuống dưới em đánh ghen giùm nhỏ kia. Chết tôi. Rồi thì đánh ghen như nào? Thì đánh ghen ra vậy đi nè. Nó đè em xuống nó quýnh, nó đập, nó đó nè, nó thục nè. Sợ quá.
đánh bầm mình bầm mãi hay bỏ chạy về luôn. Thôi sếp uống cà phê đi sếp, thông cổng cho em nghe. Mày từ từ chứ nó sẹt bây giờ. Tôi không chịu được. Rón chịu đi mà. Em xin lỗi, em biết em sơ rồi. Em thề, em hứa với làng mình, hứa với sếp luôn, không bao giờ là em lo mấy cái chuyện bô đồng ngoài đường nữa. Nha, tin tưởng em nha. Tha thứ nha. Thôi được rồi đấy, tao cho mày một cơ hội cuối này. Đây, cái hợp đồng này này, mày mang sang bên công ty đối tác đi. Mà nhớ, phải đem qua trước 4 giờ đấy. Bây giờ là 3 giờ rồi, mày không được muộn đâu đấy. Chết chém với sếp luôn, lần này là bố đóng đúng giờ, không có sơ trật đường nào hết. Em đi là em đi đường thẳng, không quẹo vô hẻm luôn. Hứa nhá. Hứa. Không quẹo đâu nhá. Dạ. Gặp cái gì cũng không dừng lại nhá. Nhắc đi. Sao bất an với thằng này quá ta. Bà đó bà đứng đó bà lộn gì hê. Cái chết. Bà đứng ngay cầu là bà, bà tính tự tử nữa trời. Không được. Bây giờ mà lo cái chuyện bao đồng là trễ việc của sếp hay. Ông đuổi việc mình nữa. Mà cũng không được luôn. Bây giờ là không cứu là có lỗi với làng mình lắm. Sao hê? Quá. Đi đâu vậy? Cái kiểu này là sợ quá không dám nhả nè. Để bốn theo con Sô. Alo, Đức hả? Chị đang đi dạo ngoài đây nè, có cái thằng biến thái nào nó cứ bám theo chị hoài à. Em ra em cứu chị liền đi. Ở gần ngay công ty của em luôn đó. Ừ, ra liền nha, ra liền nha. Chị. Cái gì vậy? Em nói chị nghe cái này, bây giờ chị phải bình tĩnh. Nghe đừng có nghĩ quẩn, được không? Em xin chị luôn á, cái mạng sống của mình nó quý giá lắm. Chị đâu phải là chị còn, chị mất hết đâu. Chị còn bạn bè, còn gia đình, còn anh em, còn con cớ của chị nữa. Bây giờ chị bỏ tất cả chị đi như vậy, tội lắm chị ơi. Mày muốn tao ra cái mày điên hả? Em biết là chị đoan rất là hoảng loạn, nhưng mà chị đừng có sợ. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, bảo vệ cho chị. Đừng có lo cái gì hết. Mày có bị điên không? Em đâu có bị gì đâu, chị mới bị đó. Thằng kia, mày làm gì vậy? Ủa? Thằng Hưng. Sếp. Sao mày lại ở đây? Ủa, nó nhân viên của em hả? Em đâu có lộn gì chị này đâu. Em thấy chị đứng ngoài cầu kìa định tự tử. Em chở tới em cõng. Mày điên hả? Ai tự tử rồi nào? Chị đi ra ngoài đó chị ngắm cảnh thôi. Thôi rồi, em hiểu rồi. Chị đi về trước đi, để em xử lý nó cho. Đừng có điên nha mày. Xin lỗi anh chị. Mày á, tao bảo mày không được lo chuyện bao đồng nữa cơ mà. Em thấy chị vậy, em lo, em sợ thôi. Sợ cái gì? Rồi hợp đồng đâu? Mày có biết bây giờ là 4:30 rồi không? Mà 4 giờ là muộn rồi. Thôi chết cha, để em đi liền. Mày đứng lại đây. Mày không cần phải đi nữa. Từ ngày mai ấy, lên công ty nhận quyết định nghỉ việc cho tao. Sếp đừng có nhẫn tâm vậy mà sếp. Em xin sếp mà. Em đang nghỉ mà, đừng có đuổi việc em. Sếp. Alo. Sao thế? Công ty này làm ăn kỳ lắm á. Đang định gửi hợp đồng đi này. Được rồi, cảm ơn nhá. May quá có ông nói, không gì không biết phải làm nào. Được rồi. Ủa sao vậy sếp? Cái công ty đó nó có gì không ổn hả? Nói chung là vừa được thông báo. Công ty này nó kỳ lắm, may mà chưa gửi hợp đồng đó. Thấy chưa? Đâu phải đơn giản. Em ma là em đi lo cái chuyện bô đồng vậy đó. Cho nên là mới không gửi cái hợp đồng nó qua công ty tù lô kia. Cho nên là bây giờ là em là cứu tinh của cái công ty mình. Sếp là phải thưởng cho em nghe, cảm ơn em á nghe. Coi như là hay thì không bằng hên.
Đừng đuổi việc em nữa nha. Xếp xét đã. Nhưng mà thôi, về công ty đã. Dạ, vậy sếp lên xe đi em trở về. Dạ đây. Thực sự quá nhỉ. Chú đố chứ. Cứ như tay vậy. Ông mà sếp nè, em thấy trời bữa nay nó mát mẻ quá. Em với sếp đi dọn vòng hả? Sáng đi tìm con chó ở xóm luôn. Em sợ họ bét rồi họ bỏ nó vô quán thịt cày quá đi. Họ làm thịt nó tội nghiệp lắm. Mày có muốn đi tìm không? Tao bảo không lo chuyện ba đồng nữa cơ mà. Dạ, về công ty, Thằng Đức đâu? Thằng Đức đâu rồi? Em đây. Em là chị. Mày làm gì trong đó vậy hả? Suốt ngày á tao thấy mày ở trong đó. Em đi vệ sinh một tí. Ngày nào cũng đi vệ sinh hết á. Đi một lần nửa tiếng đồng hồ. Mà tao để ý nghe, ngày nào mày cũng đi 3-4 lần hết á. Rồi cuối cùng mày làm gì trong đó? Em có làm cái gì đâu. Chẳng qua là bụng nó bị yếu ấy chị. Nên là đau bụng quá. Thiệt luôn. Thật. Chắc tao trừ lương mày quá à. Chứ ngày nào mày cũng đi 3-4 lần. Một lần mày đi nửa tiếng đồng hồ. Rồi nước nào mày chịu nổi. Mày đi vậy á, chắc bể luôn cái toilet quán tao quá à. Tao cho mày một ngày á, đi vệ sinh 5 phút. Cứ sau 5 phút mà lố 1 phút á, tao trừ mày 10.000. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Sáng ngày mai á, tao đi công tác. Ngày mốt tao mới về. Rồi có thằng nhân viên mới vô á, nó không biết cái gì á, thì coi chỉ dạy cho nó. Hiểu không? Mai chị đi công tác à? Tao đi công tác mà tao thấy mày vui vậy. Đâu, em có vui gì đâu. Chị đi em còn buồn chẳng hết. Mày liệu hồn mày đó. Mày bớt đi vệ sinh giùm tao một cái đi nha. Yeah. Rồi, bà đi một tháng cũng được ấy. Cái quán to này tôi phải làm chủ mới đúng chứ. Mình nhắc đến việc làm chủ ấy, làm nhân viên mãi hèn quá. Đi vệ sinh có mấy phút phải trình báo. Quá cái anh này. Anh là tự nhiên vô đây anh đói cái chân tôi. Là ai á? Là chủ cái quán này chứ ai? Chủ quán là chị Sala mà. Hôm bữa tôi vô đây tôi phản vấn là chị phản vấn tôi đó rồi chỉ cho tôi vô lộn nè. Thì đúng chủ quán này là Sala. Nhưng mà anh mới là người rót tiền vào cái quán này nè. Chúng mày có biết không? Tiền lương tháng này của chúng mày ấy là từ anh ra đó. À, rồi em hiểu rồi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi thì phải làm sao? Dạ làm sao anh? Ý anh làm sao em chưa biết. Hiểu rồi ấy thì đi nấu cho anh ly mì nhanh lên. Ăn mì đúng không? Đúng rồi. Nhờ, chuyện nhỏ vô nấu liền. Đợi em xí nha. Ừ. Nhanh lên nhá. Hả? Cái gì đấy? Con ruồi á? Thằng Hương đâu? Hương! Sao anh? Mì ngon không? Ngon cái đầu của mày ấy. Mày định đầu lòng tao đúng không? Sao có ruồi mà mày để tao ăn? Rồi nè. Đâu để em cô thử em vớt ra cho. Sao? Đây. Con lồn thấy ghê. Mai cho anh ăn, đang trúng có một con thôi đó. À mà khoan. Wow. Anh ăn nhiều dữ vậy. Anh húp đã vậy là quá trời quá đất là nhiều khi là một ổ ruồi nó vô bụng của anh đâu đó. Ê mà xui nha, xui một cớ là lỡ mà nuốt trúng con ruồi kế nó có trứng á, nó vô trong bụng anh nó đẻ nó lồm cổ nó một ổ ruồi nè. Bà đẹp. Ruồi ở đâu ra trong đây mà ruồi. Ông hành tôi hả? Tôi hành cho ông biết mùi. Trời em xin lỗi anh mà đừng có giận em nữa. Cái đó là cái chuyện nó nằm ngoài muốn của em thôi. Chứ thí dụ bây giờ anh đi ăn ở bên ngoài đi, mấy cái quán xá lề đường nó lâu lâu nó cũng phải lọt con ruồi vô chứ làm sao mà biết trước được. Thôi mày nói ít thôi. Mà anh bảo đây, đi làm cho anh ly bạc xỉu đi, uống cho nó ngọt giọng cái xem nào. Dạ rồi em đi liền nghe. Này làm ly lớn nhá, ly đặc biệt đấy. Dạ sư. Dạ đây, bọt xỉu của anh nè.
Chào anh. Này, anh hỏi thật nhá. Dạ. Trong này có cái gì không? Cho mà có cái gì được. Em nói với anh rồi, anh đừng có sợ. Cái hôm bữa là cái sự cố hy hữu thôi, nằm ngoài muốn của em. Anh không tin đúng không? Em muốn cho anh coi. Đó, tin chưa? Tin, nhưng mà hết rồi. Lộn đi khóc. Luôn vào ngay. Yes sir. Đây, nước của anh nè. So, vẫn chưa tin. Chưa tin em muốn nữ. Thôi, tin rồi. Mày mà cứ linh tinh ấy, là anh bảo bà Sala trừ lương mày đó. Mày nên nhớ anh mới là người rót tiền vào cái quán này, hiểu chưa? Rồi nhớ mà. Ngon nha. Ngon đó, ngon đó. Trời ơi, quán xá gì đâu mà không thấy ai hết trơn vậy? Bảo vệ đâu rồi, thằng Đức đâu? Sao em tưởng 3 ngày nữa chị mới về cơ mà. Giờ tao về sớm nè. Rồi mày coi mày ăn mặc gì nè. Rồi tóc tai mày vậy nè. Hả? Mày đi bảo vệ hay mày đóng phim? Ông tưởng chị đi 3 ngày mới về. Ông hành hỏi em á. Mày đẹp nói là cái gì? Người mà rót tiền vô cái quán này để trả lương cho em. Ăn hiếp em nữa chứ. Cô tức không? Ghen quá ha. Bữa nay mày ghen ha. Rồi mày bỏ tiền, mày bỏ tiền. Mày hả? Tao quánh cho mày bợp đầu. Cái mùi gì thúi quá vậy? Hả? Gì vậy? À chị, em đau bụng quá. Em chơi thuốc nữa. Nó bị sao vậy? Tiêu chả. Trời đất ơi. Chị biết sao không? Bữa giờ mày đang kiếm chuyện với em nghe. Hành hỏi em đủ thứ hết. Em đâu có vừa. Em gờ lỡ. Em chơi thuốc sổ vô cái ly nè. Bây giờ tà la rồi đó. Cho đáng đời vừa lắm mà. Mày đi xong ra đi rồi biết tay tao. Dòng cái thứ gì á, quỷ yêu. Cỡ chớn đâu có được.